Quý vị và các bạn thân mến, trong nhịp sống bận rộn hối hả như ngày nay, vì mải mê lo toan cho cuộc sống đầy rẫy những bộn bề mà nhiều khi chúng ta lãng quên mất một việc vô cùng quan trọng, đó chính là sức khỏe. Bởi có sức khỏe là sẽ có tất cả. Nếu như không có sức khỏe thì tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hôm nay Đại Nghĩa xin được dành một chút thời gian để chia sẻ cùng quý vị và các bạn một chút ít về kiến thức điều trị bệnh theo y học cổ truyền. Nói đến điều trị theo y học cổ truyền thì sẽ nằm trong những phương pháp như châm cứu, bấm huyệt, massage, đắp thuốc bên ngoài. Đó là tác động ở bên ngoài cơ thể. Còn điều trị ở bên trong thì tất nhiên rồi là chúng ta sẽ phải dùng thuốc, có thể là thuốc sắc hay thuốc hoàn tán, hoặc là các loại cao như cao lỏng, cao đặc, và cũng có thể dùng rượu để ngâm, vân vân. Và hôm nay Đại Nghĩa xin được giới thiệu với quý vị và các bạn điều trị một số bệnh liên quan đến đường tiết liệu bằng thuốc sắc. Nói về bệnh đường tiết liệu cũng có rất nhiều dạng, như bệnh tiểu đường, đông y gọi là tiêu khát, tiểu xón, tiểu đêm, tiểu nhiều lần, và tiểu dầm ở trẻ em, đông y gọi là di liệu, tiểu da máu gọi là huyết lâm, tiểu da sỏi dạng gọi là thạch lâm, tiểu đục, tiểu da mù gọi là cao lâm, hay là bệnh lậu ké, các bệnh như tiểu buốt, tiểu dắt, tiểu nhỏ giọt gọi là nhiệt lâm. Nói riêng về các bệnh liên quan đến đường tiết liệu đã có rất nhiều dạng như vậy rồi, nhưng hôm nay Đại Nghĩa chỉ giới thiệu một dạng duy nhất, đó là nhiệt lâm, tức là các bệnh như tiểu buốt, tiểu dắt, tiểu nhỏ giọt, nói chung là tiểu tiện khó khăn. Về nguyên nhân là do thấp nhiệt ở tiểu trường và bàng quang gây nên. Để điều trị bệnh này thì dùng biện pháp là thanh nhiệt. Và để điều trị bệnh này thì có rất nhiều bài thuốc và cũng có rất nhiều vị thuốc. Tuy nhiên, Đại Nghĩa chỉ giới thiệu với quý vị một số cây có thể rất dễ kiếm và dễ tìm mà rất hiệu quả. Một trong những cây điều trị bệnh thấp nhiệt do tiểu trường và bàng quang gây nên đó chính là cây bồng bông. Bồng bông còn có tên khác là hải kim sa, thạch vi dây, dương vong, có nơi còn gọi là thòng bông. Tính vị quy kinh, bồng bông có vị ngọt, tính hàn, đi vào hai kinh là tiểu trường và bàng quang. Cây bồng bông có các tác dụng như sau: lợi thấp, giải độc, thanh nhiệt, thông lâm, lợi tiểu, tả thấp nhiệt ở tiểu trường và bàng quang, chủ trị các bệnh như viêm đường tiết liệu, sỏi thận, sỏi bàng quang, thủy thủng, viêm thận, mụn nhọt hay sang lở. Bộ phận dùng là toàn bộ phận ở trên mặt đất. Liều dùng có thể từ 12 đến 24 gram. Nếu cần thiết cũng có thể dùng nhiều hơn. Các bài thuốc cụ thể như sau. Bài thuốc thứ nhất, điều trị các bệnh tiểu tiện khó khăn như tiểu buốt, tiểu dắt, tiểu nhỏ giọt. Bỏng bong 30 đến 50 gram khô, sắc uống trong ngày. Cách sắc, đổ ngập nước vào thuốc, rồi sắc còn một bát, chia làm hai bữa uống trong ngày, uống sau bữa ăn. Bệnh thứ hai là bệnh tiểu da máu, có thể kết hợp với bạch mao căn, đó chính là rễ cỏ chanh. Đơn thuốc cụ thể như sau: bỏng bong 12 gram, rễ cỏ chanh 12 gram, sắc uống trong ngày. Bệnh thứ ba là bệnh sỏi đường tiết liệu, bệnh sỏi thận, có thể kết hợp với cây mã đề, kim tiền thảo. Đơn thuốc cụ thể như sau: bỏng bong 15 gram, mã đề 12 gram, kim tiền thảo 15 gram, sắc uống trong ngày. Cách sắc cũng như ở bên trên, là ta đổ ngập nước vào thuốc, sắc cạn lấy một bát và chia làm hai bữa uống trong ngày. Vâng, trên đây là một số bài thuốc để điều trị một số bệnh về đường tiết liệu mà Đại Nghĩa xin được chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Còn một số
bệnh liên quan đến đường tiết liệu khác thì Đại Nghĩa xin được giới thiệu vào một video sau. Mọi vấn đề cần phải tư vấn xin để lại bình luận ở phía dưới video, Đại Nghĩa sẵn sàng giải đáp. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ Đại Nghĩa nhé. Đại Nghĩa xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.